OK, uh, both pros and cons. Còn nhớ câu hỏi B đó là pros outweigh way. outweigh way. tức là vượt trội đúng không? ấy cons thì lúc này em chỉ có được phép lựa chọn một cái cách viết thôi đó là đưa ra cả pros and cons. Đấy. Rồi thế thì chúng ta thấy này, cái đề này là đề về quảng cáo. Nhá quảng cáo thì hôm trước có đưa ra dàn ý rồi, cái, cái lợi ích của quảng cáo bao gồm cái gì? mọi người thử gọi là nghĩ cho mình xem bây giờ ấy, quảng cáo nếu như mà nó nó phổ biến thì chúng ta sẽ có cái lợi ích gì ở đây cái đề bài ấy, thì kiểu gì thì kiểu chúng ta cũng sẽ cần phải brainstorm đấy, sẽ cần phải brainstorm và sẽ cần phải nghĩ ra cả hai cái thôi kiểu gì cũng phải nghĩ về pros và kiểu gì cũng phải nghĩ về cons đấy thì ngồi mà vạch ra đúng không chúng ta ngồi chúng ta kẻ bảng đưa ra một bên đó là pros một bên đó là cons đấy thì chúng ta xem cái quảng cáo cái quảng cáo nó có lợi ích gì hãy nghĩ đấy hay hãy hãy nghĩ cho mình xem là cái quảng cáo nó có lợi ích gì mọi người thử đưa ra cho mình cái comment xem đó, quảng cáo có lợi ích gì tối thiểu là hai cái đấy đó, tối thiểu là hai cái đề bài nó có cái số nhiều chúng ta phải đưa ra ít nhất là hai cái mà nếu mà chúng ta chọn one side được đúng không thậm chí là mình nghĩ rằng ba cái còn hợp lý chứ bởi vì là để cho nó đủ cái số lượng từ mà pro cái lợi ích của quảng cáo, quảng cáo nó phổ biến, nào cho mình ý nào, tăng nhận thức hiểu biết, ừ, tức là tức là nó sẽ gọi là giúp cho cái người tiêu dùng đúng không có được cái nhận thức rõ ràng hơn về cái sản phẩm, đấy tức là à có một cái knowledge, đấy, cái understanding, understanding về cái sản phẩm đó, understanding, hợp lý Nhá, hợp lý đấy đấy là cái đầu tiên bây giờ này khi mà chúng ta nghĩ đến một cái uh, lợi ích ấy thì chúng ta nên nên nhớ là lợi ích ở đây là lợi ích cho tập thể lợi ích cho cả xã hội nhé thế thì nếu như mà cái quảng cáo các cái quảng cáo nó lập lên được nhiều hơn đó thì rõ ràng nó sẽ mở ra một cái đó là nó tăng tiêu dùng nó tăng tiêu dùng của mọi người đấy tăng tiêu dùng của mọi người thì tức là các cái công ty nó sẽ kiếm về nhiều lợi nhuận hơn đúng không nó sẽ gọi là more profitable, more profit double. mà more profitable thì lập tức đi theo nó là nó sẽ phải đóng thuế nhiều hơn, quảng cáo nó giúp bán được doanh số tăng, đúng không vậy thì lúc này thuế nó cũng phải nhiều, taxes đúng không taxes nó cao hơn và tax đóng thuế nhiều thì tức là ngân sách nhà nước sẽ nhiều, đây phân tích sâu xa nó là như vậy nhá, à, đây là cái pro thứ hai cái pro thứ nhất thì dành cho người tiêu dùng, pro thứ hai dành cho ngân sách nhà nước, pro thứ ba dành cho xã hội, đấy xã hội nó đem ừ đấy đúng rồi đúng không nó đem 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 cái profit đến cho cái chương trình cụ thể hơn ở đây là buôn bán nó nó tăng cái sales đấy nó tăng buôn bán lên đấy, và buôn bán thì bây giờ doanh nghiệp nó phải đóng thuế có thuế rồi đúng không? ngân sách nhà nước tăng vậy thì tức là à cái cơ cấu hạ tầng rồi là cái sự đầu tư của nhà nước nó sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Ừ. nghĩ sâu xa thì nó như thế. Bây giờ nhé, các cái công ty quảng cáo nó được lập ra nhiều hơn thì tức là các cái ngành nghề nó cũng sẽ gọi là cần cái uh, nhân lực nhiều hơn. tức là các cái job opportunities đúng không? đấy nó sẽ có nhiều hơn vậy thì tức là nó giúp đỡ cái vấn đề unemployment nó giải quyết unemployment đó em nghĩ được những cái thứ này thì đấy hãy 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 nhớ rằng là nó luôn luôn có một cái tầm vĩ mô nhé đây là society ở phía bên trên là cho state nhà nước đúng không đấy thì đấy à, rồi thế thì bây giờ nếu mà em viết theo cái one sided mình sẽ bê cả ba cái thằng này vào được đúng không à, còn nghĩ Cons xem nào nghĩ Cons, nghĩ cái tác hại của quảng cáo tác hại của quảng cáo nếu mà quảng cáo nó nhiều quá thì sao quảng cáo mà nó nhiều quá thì sao tiêu dùng nhiều nhưng mà vì spam à, spam à, nếu thế thì tức là em đang muốn nói đến annoyance đúng không cái sự khó chịu cho gọi là mọi người xung quanh, đấy annoyance ừ, được annoyance được nhá thì có lẽ là mình sẽ sử dụng cái việc đó là chúng ta phải cụ thể ra nó spam như thế nào, đúng không? Mình phải cụ thể hơn. how spam? How spam? Nó spam như thế nào? Vậy thì chắc là mình sẽ đưa ra ví dụ thôi, examples. Để mình mình cụ thể xem là cái nơi nào là cái nơi mà còn quảng cáo nó xuất hiện thường xuyên và nó annoyance tức là nó nó gây ra cái sự khó chịu như thế nào, đúng không? Em đưa ra một cái ý, em phải luôn luôn đặt cái câu hỏi how annoying. In đúng không? How annoying nó khó chịu như thế nào? Đấy, cái này hợp lý, cái này hợp lý này. Cái ý thứ hai, mình nghĩ được rằng là ấy, bây giờ quảng cáo thì tất nhiên nó sẽ có những cái thông tin mà nó gọi là có thể là sẽ sai lệch, đúng không? Tức là à nó lợi dụng lòng tin của khách hàng, nha nó manipulate, lợi dụng này uh, customer trust. Nó lợi dụng lòng tin khách hàng bởi vì trên đấy trên đấy nó có nhiều các cái nó gọi là 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 hình hình ảnh minh họa sinh động đúng không cái mì hảo hảo á rồi cái mì tôm hảo hảo ấy, là một cái thứ mà nó gọi là nó lừa mình đúng không à, hình ảnh thì nó rất là sinh động nhưng mà đến lúc bên trong nó có tôm đâu nó không hề có tôm đấy vì vậy cho nên nó gọi là à graphics nó chỉ là hình ảnh minh họa thôi đúng không graphics rồi là thậm chí nhá nó kết hợp với lại cả celebrity nữa Uh, endorsement, cái sự quảng bá của người nổi tiếng để mà nó gọi là, là 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 cho cái khách hàng đúng không? Một cái 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 gọi là cái niềm tin uh, viển vông ấy, rằng là nếu mà chúng ta sở hữu cái đồ vật đấy thì chúng ta sẽ được như người ta ở trong hình, đấy, không có đâu. Thế thì đấy, đấy là cái cái này hợp lý này. Ờ, nhưng mà cái này ấy, chúng ta thấy luôn là nó có một cái cái liên hệ với lại cái ý ở phía bên trên trong khi nhá, cái ý này ấy, nó bảo rằng là à sẽ cho khách hàng một cái sự hiểu biết về sản phẩm và từ đó có thể lựa chọn được cái sản phẩm cho nó chính xác đúng không có thể gọi là pick uh, pick the right product the right items đó, những cái món đồ nó chính xác theo cái nhu cầu người ta nhưng mà ở dưới này nó lại là một cái thứ mà nó phản biện lại so với là cái ý ở bên trên à vậy thì suy ra nhá cái pro cái thằng này này nó có thể được phản biện counterable đúng không counterable có thể được phản biện vậy thì nếu mà em muốn điểm cao thì chúng ta sẽ áp dụng cái thằng này đấy mình body một mình đưa ra một cái pro sau đó mình chửi cái pro đấy và body hai mình ném thêm vào con thì đó nó sẽ gọi là điểm cao hơn rất là nhiều à, chúng ta còn con nào nữa không nhỉ bây giờ nếu như mà nó kích thích tiêu dùng quá đấy thì bây giờ nó sẽ gọi là, là 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 nó sẽ dẫn đến một cái thứ nó gọi là consumerism nào excessive uh, consumerism consumerism tức là tiêu dùng và đây là cái từ nó gọi là quá đà tiêu dùng quá đà tức là nó cứ thế nó mua đúng không xong rồi là nó chưa hỏng nhưng mà nó đã vứt đi rồi đấy vậy thì đó nó gọi là throw away society một cái lối sống một cái xã hội mà người ta mua đồ liên tục người ta thích là mua đúng không theo phong trào và người ta chưa có gọi là tận dụng hết cái 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 mục đích sử dụng của cái đồ đó người ta đã vứt đi rồi đấy vậy thì lúc đó chúng ta đang có nó thứ nhất là nó ảnh hưởng đến sự lãng phí nó sẽ là một cái sự lãng phí waste thứ hai nó sẽ là một cái mà nó gọi là nguy hiểm cho môi trường đó chúng chúng ta sẽ có đó là à nó có một cái tác hại cho môi trường environmental damage tại sao bởi vì nó cứ thế nó vứt đồ và bây giờ các cái bãi rác nó sẽ được lập nó nó sẽ được hình thành nhiều hơn đúng không more landfills nhiều bãi rác hơn đấy và như thế thôi là nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường rồi nha nó sẽ ruin ruin the environment rồi ok và đấy là một cái luồng chúng ta có thể triển khai nhá mỗi thứ mình sẽ cho ba cái ừ rồi thế thì bây giờ cái đầu tiên chúng ta thử nhìn vào cái loại positive và negative mình sẽ viết cho chúng ta một cái nó gọi là one-sided Đấy, one-sided uh, điểm nó cũng ok, nó cũng ok thế thì ở đây cái one-sided đó chúng ta sẽ cần phải khẳng định nó khác đi một chút, nhà nó không có before cái cái gì đâu mà cái câu này này, cái câu kết luận từ từ đã câu này mình sẽ gọi là cần phải triển khai lại một chút. Câu này là câu paraphrase đề bài, đúng không? Câu thứ hai đó câu answer. Và đây là answer theo kiểu both nhá, answer theo kiểu là em sẽ đưa ra cả hai pros and cons. Đấy and cons. Còn nếu mà cái answer theo kiểu là à mình đưa ra một phía, đấy mình chỉ có đưa ra một chiều thôi, one sided. One sided. Thì lúc này chúng ta trả lời như sau. Theo cái quan điểm của tôi, đây là một xu hướng có hại. Và tôi sẽ đưa ra những cái tác hại Hay là những cái mặt lợi của nó Trong những cái đoạn văn ở dưới đây Chúng ta sẽ trả lời như vậy Được chưa uh, Personally Hoặc là from my, own uh, from my own perspective From my own perspective From my own perspective Các đừng có I think nữa nhé Đừng có như thế Bởi vì có cái từ I ở đây ấy, Là nó sẽ bị lặp Đấy nó giống như kiểu in my opinion Đúng không? Chúng ta sẽ không có thêm I nữa Đấy mà mình sẽ vào thẳng luôn nhé đây referencing đúng không? chúng ta sẽ gọi là nhắc lại cái xu hướng đằng trước hiện tượng này uh, hiện tượng này hoặc là đây thôi chúng ta chỉ cần mỗi từ this thôi là được nhé this is rather a negative thực tế giám khảo người ta sẽ không có chấm em về cái sự đúng và sai tức là ở đây em muốn chọn nó là negative muốn chọn nó là positive nó đều được nhé và chúng ta có thể sử dụng từ trend đúng không? hay là cái từ phenomenon, đấy, phenomenon. Nhưng mà mọi người thấy đấy, mình đã bảo là cái từ gain more exposure ở đây nó có cái sự tiêu cực, thế cho nên mình sẽ trả lời luôn Nó là negative. Thực tế viết về negative nó dễ dàng hơn, đó. Ừ. nó sẽ gọi là nhấn mạnh hơn, đúng không? Viết về lợi ích thì nó cũng được thôi, nhưng mà lúc đấy thì chúng ta nên thay đổi cái thằng ở phía bên trên này một chút, cái câu cái câu paraphrase mọi người nên paraphrase theo một cái kiểu khác nó nhẹ nhàng hơn em sẽ bảo rằng là bây giờ quảng cáo những cái chương trình quảng cáo nó đang gaining more popularity đấy popularity được không à, như thế này thì cấu trúc của nó sẽ nhẹ nhàng hơn nhé còn nếu mà more exposure ấy, thì đấy là có một cái sắc thái nó hơi tiêu cực ừ. hoặc em dùng cái từ prevalence sự thịnh hành đó à, rồi là hoặc là mình có thể gọi là cái gì nhờ à uh, gain more siding siding tức là người ta phát hiện ra, người ta nhìn thấy nó nhiều hơn. Đó, hay là gain gain more visibility. Có nhiều từ lắm nhá. Uh, vision tức là tầm nhìn và visibility tức là khả năng nhìn thấy nó, cái sự hiện diện của nó. Đấy, những cái cấu trúc này thì nó hiền hơn. Còn đã sử dụng cái thằng exposure ấy là nó tiêu cực đấy là nó nói về một thứ gì đó đằng sau nó tiêu cực nó các cái cấu trúc ở đây nha uh, thì mình xem nào mọi người muốn viết nếu mà one sided đấy nếu mà một phía chúng ta muốn viết có lợi hay là có hại từ 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 cho mình mình theo ý kiến mọi người thôi thì chúng ta muốn viết negative hay là positive cái gì nó cũng đúng thôi mà mọi người muốn viết cái gì nào nào muốn viết cái gì nào negative à tức là muốn biết có hại à ok được nhá đấy, negative này phenomenon tức là hiện tượng có từ rather ở đây tức là sao chẳng qua nó nhấn mạnh thôi nhá nó nhấn mạnh từ cái góc nhìn của tôi cái thứ này chính ra nó là một cái hiện tượng tiêu cực đấy, chính ra nó có từ rather tức là nó nhấn mạnh hơn cái đằng sau nhé. chính ra nó là như thế đấy đúng không đấy, một cái hiện tượng tiêu cực này và i am going to present đưa ra đúng không? Tôi sẽ present những cái tác hại của nó nha. Yeah. I present the dire um consequences đúng không? Hay là repercussion. Chúng ta có một cái từ khá là hay ở đây, mọi người nên học đó là repercussions. Reper, repercussion có nghĩa là các cái hậu họa, các cái gọi là ảnh hưởng tiêu cực nó có một cái collocation nó đi từ dire tôi sẽ present tôi sẽ đưa ra những cái hậu hậu quả tiêu cực đúng không trầm trọng của cái hiện tượng này đây vậy thì lúc này chúng ta có thể bảo là ít được không ừ. và đây nha mình có thể bảo là à associated with it rồi thì cái cấu trúc này có phải là à nó liên quan tới nó gắn với nó nó là cái gì nó chính là cái hiện tượng này này đó nào cái câu trả lời cho cái thằng one side tức là một phía chúng ta sẽ trả lời như sau từ góc nhìn của tôi cái đề bài là chính ra ấy, nó là một cái hiện tượng tiêu cực và tôi sẽ present tôi sẽ đưa ra những cái hậu họa của nó những cái hậu họa mà nó gắn với nó đúng không nó gắn với cái xu hướng đó Đấy. chỗ này chúng ta có thể bảo associated with it hoặc em dùng cái từ it ở đây cũng được nhưng mà phải có sở hữu cách đúng không? Đấy thì như thế nào mình nghĩ là nó đều điểm như nhau thôi. nhá, điểm nó như nhau. Ừ. Ok, như thế này là hợp lý đấy. Thế còn nếu mà chúng ta bỏ là positive thì rõ ràng ở đây là 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 nó phải là it benefits đúng không? Những cái um, gọi là tích cực của nó ấy. Đấy những cái lợi lợi ích tích cực của nó significant này. benefits. Thế thôi là em xong. Ừ. hay mỗi cái từ đấy vào là được nhé. Còn uh, cả hai nếu mà chúng ta đã dự định là viết lòi ra cả hai thứ thì đây em sẽ trả lời như thế này nào đầu tiên nhá mình viết về cái cons đúng không mình viết về one-sided mình viết về one-sided ở đây đi one-sided uh, nó phải có first and foremost foremost chúng ta vào luôn nhá cái lợi ích thứ nhất đúng không vừa đây vừa mình vừa mới nói như thế này rồi first and foremost này sự Tràn lan cái sự phổ biến của quảng cáo of advertising nó sẽ đúng không không bao giờ dùng từ will hay dùng từ would nó an toàn hơn nha nó sẽ would này nó sẽ gọi là gia tăng cái understanding của khách hàng đúng không à, về cái sản phẩm và từ đó giúp cho họ có thể lựa chọn được cái sản phẩm đúng theo cái nhu cầu của mình nào mình viết nha sự phổ biến sự thịnh hành, đúng không? The widespread Đó, tức là lan rộng thôi và prevalence, prevalence đây là sự thịnh hành này và đây là sự thịnh hành lan tỏa, sự thịnh hành lan tỏa nha hoàng lan bảo cái từ wide cũng được thôi như thế nào nó đều ok, sự thịnh hành được lan tỏa rất là rộng rãi của advertising thì nó sẽ làm sao? đấy nó sẽ uh, đây nó sẽ help giúp đúng không? customers. Làm gì? Nó help somebody do something nhá. Vậy thì mình sẽ bảo again một cái better understanding of những cái um, uh, of, of 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 những cái đồ vật đúng không? Những cái uh, mặt hàng, mm, of certain commodities. Commodity là mặt hàng và đây là những mặt hàng nhất định. Nha gain a better understanding có một cái sự hiểu biết nó sâu sắc hơn. Better hoặc là deeper tùy được chưa? Đấy. Rồi gain Nó phải đi từ gain Nó rất là hay á. Nó sẽ giúp customers Gain một cái thứ này hơn Của một số những cái mặt hàng Nhất định đúng không Em có thể dùng cái từ various Commodities cũng được ừ. Hay ở đây mình thích sử dụng cái từ đó, Certain không, không? Mình dùng cái từ nhiều nhiều một chút nhé, ừ, chắc là thôi. Để từ various cho nó được. Ừ. Có một cái understanding nó sâu sắc hơn. Mà thích thì mình dùng từ đúng không? Mọi người thích từ kinh khủng cái gì? Profound cũng được đấy. Uh, profound tức là sâu sắc. Và đấy nó đi với collocation với từ understanding nhé. Understanding thì nó phải là understanding of. Ừ. Rồi có một cái sự hiểu biết sâu sắc hơn về nhiều loại commodities đúng không về 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 các cái mặt hàng ừ. các cái mặt hàng từ đó làm sao thế thì lúc này mình muốn đưa ra cái kết quả đằng sau và lúc này chúng ta có thể sử dụng từ first cộng với bình ừ. ngoài ra nếu đằng trước nó là một cái hành động ấy thì chúng ta có thể bảo là thereby qua đó nhá qua đó cũng cộng với verb cho mình đây vậy thì thereby này thereby thereby cộng với bình nhá vậy thì uh, helping them become nào uh, những người tiêu dùng thông thái đúng không từ đó từ đó giúp đỡ họ trở thành những cái người tiêu dùng thông thái chúng ta có một cái từ như sau đó từ discerning discern một thứ gì đó thì tức là có thể xác định rõ ràng thứ đấy và discerning tức là một người mua sắm nó sành nhá nó sành uh, mọi người hiểu cái từ sành ở trong tiếng việt không nhỉ sành sỏi, đấy hiểu rõ được cái bản chất của cái đồ vật đúng không? Đấy, mua sắm nó không bị lừa rồi là giá cả nó nắm rất là chắc thì đấy nó gọi là discerning cộng với lại buyer shoppers hay là cái gì cũng được. Nhá, những người mua sắm, những người mua hàng thông thái rồi. Ok. Nào thế thì bây giờ đây là cái câu uh, nhận định của mình cái idea tiếp theo em phải chứng minh nó For example thôi. Đấy, ví dụ. Uh, dựa vào cái việc xem uh, quảng cáo đúng không? By watching uh, ads. Phải. viewers. Có thể có cái gì nhỉ? Có được cái sự hiểu biết đúng không? Chúng ta cụ thể ra đi về về giá. Đấy rồi là về màu sắc đi, rồi là về về cái production chẳng hạn đi. Đấy cái cơ chế sản xuất của nó ấy. Sành sỏi thì Connoisseur có 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 dùng được trong trường hợp này không ạ? Connoisseur thì connoisseur thường nó dùng cho một cái cái gì mà nó gọi là passion em passion ví dụ nhá một wine connoisseur đấy, nó có hai hai cách đọc cơ một connoisseur hay là connoisseur nó đều được con uh, No. đúng không uh, từ này hơi khó viết thực sự là hơi khó viết thì đấy thường nó nói về một cái gì đó mang tính chất passion uhm, đây là về kiểu, kiểu gọi là uống rượu đúng không đấy hay là em có thể sử dụng là Card tức là các cái thẻ bài. Thường là nó nói về passion. Ok. Còn discerning thì nó 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 chỉ có dùng cho cái thằng nó gọi là người tiêu dùng á. Đây này, em thấy không? Nó ghép với đúng cái văn cảnh về customer, người tiêu dùng, người mua sắm, người mua hàng. Rồi. À, vậy thì đây, chúng ta đã có là discerning buyers. Nhớ nhá cái cái chỗ này này để mà chúng ta suy ra được những cái collocation tiếp theo của nó, hãy cứ đưa ra, em phải hiểu được cái trường từ vựng. Customer là khách hàng, tức là cái thằng này nó chỉ có nói đến đến sales. Nó chỉ có nói đến mua sắm thôi. Vậy thì em có thể ghép với những từ như kiểu là shopper, người mua, buyer. Ấy, rồi là supplier. Những từ nó thuộc cái cái trường từ vựng là mua sắm ấy. Đấy đây đây là người cung cấp, đúng không? rồi là uh, người mua hàng đấy đại khái là như thế đúng không? Client chẳng hạn đi khách hàng đều đều như nhau mà đều ghép với cái từ discerning này được. Nhưng mà bây giờ ấy, nếu mà chúng ta bảo discerning discerning doctor, rồi discerning doctor là thôi chết luôn đấy. Bởi vì là nó không hợp, nó chỉ có dùng cho mua sắm, chỉ có dùng cho tiêu dùng. Chứ còn bây giờ bệnh viện các thứ nó dùng cái từ discerning làm sao được? Đúng không? hãy tôn trọng cái cái thứ mà nó gọi là trường từ vựng liên quan của nó. Không phải em muốn ghép với từ gì cũng được đâu. Em nó phải ghép riêng với về cái trường phái của nó cơ. Nào, for example. Có lẽ là mình sẽ đẩy cái từ for example để ra đằng sau. Đấy by watching ads hoặc là mình dùng cái thằng khác đi. Đấy, mình dùng là product commercials bởi vì commercials nó cũng là quảng cáo thôi mà đấy quảng cáo về sản phẩm viewers người xem đúng không có thể gain này chết cha mình dùng cái từ gain này hơi nhiều gain này hơi nhiều bởi vì cái cấu trúc tiếp theo mà mình đang định dùng ấy đó là gain gì gì đó insights into something có nghĩa là kiểu có những cái nhìn sâu sắc có cái nhìn gọi là bên trong về một thứ gì đó nó, nó, nó toàn đi từ game thôi Thế thì bây giờ mình phải thay từ game đi một tí đúng không từ game understanding có được ở thêm được không nhỉ ở thêm nó giống từ ghét đấy đó Vậy thì bây giờ mình thay cái từ này vào ví dụ như ở thêm đúng không Đạt được hết một cái understanding nhưng mà mình cũng không, chưa chắc là nó đã đi được với nhau thế thì bây giờ cái technique này thực tế mình đã nói khá là nhiều rồi chúng ta đưa ra google sau đó để mở ngoặc kép đóng ngoặc kép vào nha đưa em đang muốn dùng từ attain với từ understanding đúng không vậy thì lúc này chúng ta để cái cấu trúc của nó tìm xem là trong tin tức ấy, nó có không nào uh, understanding có vẻ là không không dùng có vẻ nó không dùng mọi người ạ bởi vì mình thấy là nó chỉ có đi từ gain thôi nha đi chỉ có đi từ gain uh, understanding đúng không à uh, đâu <laughs> vừa nãy viết sai chính tả à. thế cho nên là 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 à, viết viết thiếu đấy. chứ đây nó có dùng thế này mọi người nhìn thấy các cái kết quả của nó nhé nó cho chúng ta ở thêm understanding hợp lý vậy thì à người bản xứ có dùng yên tâm chưa yên tâm rồi nhá chúng ta dùng thôi đấy có thể attain một cái more profound understanding of various commodities từ đó giúp họ trở thành discerning buyers thông qua thông qua cái việc xem những cái quảng cáo về sản phẩm này viewers có thể gain deeper insights into nó đi từ into nhé đây là cả một cái cấu trúc luôn và bây giờ là into là chúng ta đang đưa ra những cái khía cạnh này thì thực tế nó là ví dụ ấy, nó là ví dụ vì vậy cho nên chúng ta phải có từ for example ở đây hoặc là for instance ở đây. Đấy, để mà nó gọi là ngắt nhịp lại đúng không? Ví dụ là người ta có những cái nhìn sâu sắc về về giá cả. Ok, into uh, price. Đúng không? Price. Uhm... Chúng ta liệt kê ra một vài cái nữa đi. Đấy, price này, uh, into price này, into, uh, không không, cụ thể hơn một chút nhé, chúng ta bảo là Khoan đã. In, in, into uh, prices, đúng không? Những cái mức giá cả này. Tiếp theo đó là um, production đi. Đó, production process. Những cái quá trình sản xuất của nó này. Among others. Đấy, mình liệt kê ra những thứ này for instance là có thể hiểu biết về giá cả những cái quá trình sản xuất, ừ rồi những cái quá trình sản xuất đúng không production processes among others thì khi mà chúng ta viết đấy có phải là các bạn sẽ có thể sẽ nghĩ đến cái từ so on đúng không còn nhiều cái khác ấy. đấy nhưng mà ở ở trong văn viết thì như thế này nó hơi informal thì chúng ta dùng cái từ among others Nhá. tức là còn nhiều khía cạnh khác được không còn nhiều khía cạnh khác ừ. Đấy, còn nhiều khía cạnh khác thế thì uh, đây là cái ví dụ của chúng ta chúng ta đang đưa ra thì phải phân tích cái ví dụ này nhé từ đây thì người ta làm sao nào uh, as a result no uh, they nếu mà các em dùng dây ở đây thì nó đang bị lỗi referencing, nó sẽ không rõ được đó là mình đang muốn ám chỉ là viewers. Thế cho nên rất là khó, mình buộc phải đưa ra thôi. Mình mình viết cụ thể ra nhé as a result thì consumers, đúng không? Người tiêu dùng sẽ nào sẽ sẽ làm sao nhỉ? Sẽ có thể chọn được cái sản phẩm mà người ta mong muốn, đúng không? Đấy, có thể chọn được cái sản phẩm người ta mong muốn into Price. Thông qua cái việc xem những quảng cáo sản phẩm này, người xem có thể có được cái nhìn sâu sắc về ví dụ như là giá cả, quá trình sản xuất cũng hợp lý đúng không? Và cũng và những khía cạnh khác và từ đó thì người tiêu dùng sẽ ừ. rồi uh, nào có thể này, MAKE An informed choice nhé, an informed choice. Một cái informed choice có nghĩa là một cái lựa chọn nó được tính toán, nó được cân nhắc rõ ràng. Em đã có cái info nó được nạp vào rồi á, mình đã có một cái input về thông tin và sau đó mình có thể cân nhắc và đưa ra cái choice cái lựa chọn của mình. Đây, Một cái decision, decision choice nó đều được nhé. Và đây em có thể bảo là buying decision, quyết định mua sắm mà nó đã được có đầy đủ thông tin không phải gọi là cứ bừa cái mua đúng không mà tôi phải tham khảo rất là nhiều đó rồi uh, có thể make an informed buying decision này uh, và uh, lựa chọn đúng không choose những cái items mà nó meet their requirement đấy ngôn từ cho nó phức tạp một chút đi nào sẽ chọn được những cái items những cái sản phẩm mà nó thỏa mãn cái yêu cầu của người ta đó their requirements thì rõ ràng rồi đây là những cái yêu cầu nhưng không những cái gọi là điều kiện tôi có này em có thể bảo là their personal và đi đó, coi như là kiểu như cái nhu cầu cá nhân cái điều kiện cá nhân của người ta nhé xong ừ, vậy thì như thế là chúng ta đã có thể phân tích xong rồi em đưa ra cái cuối cùng là cái câu kết luận đấy câu kết luận vậy thì từ đây nói một cái, nói một cách khác đúng không thì quảng cáo đã giúp cho người tiêu dùng dễ dàng hơn trong cái việc lựa chọn sản phẩm đấy chúng ta có thể kết luận lại một cái câu tóm tắt lại nhé therefore it is safe to say that đủ để mà nói rằng đúng không đủ để mà nói rằng là quảng cáo đã giúp cho người ta đấy chúng ta dài dòng một chút nhé advertising cái sự lan tỏa của quảng cáo đi Now, the the spread đúng không the spread of advertising nó đã ok nó xem nào nó nó đã vậy thì tức là à đi theo một cái quá trình em có thể sử dụng là hoàn thành đúng không cộng với lại v 3 hoặc em dùng một cái sự thật hiển nhiên nó cũng được ừ, vậy thì đây nha nó cái sự lan tỏa của quảng cáo này ừ, sự lan tỏa của quảng cáo nó sẽ giúp nó uh, nó 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 sẽ giúp đúng không hoặc là nó có thể giúp nói chung là nói giảm nó tránh lại nhé nói giảm nó tránh lại uh, nó có thể này assist uhm. assist là hỗ trợ thôi và assist thì nó vẫn là assist somebody uh, in something uh, in doing something vậy assist people uhm, chúng ta bảo là people 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 thì em paraphrase bằng cái từ the masses đó là công chúng thôi. Có thể kiểu như hỗ trợ công chúng đúng không? Có thể gọi là mình thì mình không thích dường già mình bảo từ help nhé, yeah? help the masses in choosing uh, choosing the right products they want đúng không? Ok nhà yeah, in choosing trong cái việc lựa chọn cái sản phẩm hợp lý, sản phẩm chính xác mà họ muốn đúng không? Uh, đấy là cái body một body thứ hai thì chúng ta sẽ phải nối em có thể second và mình không thích second mình thích another đấy mình muốn viết dài ra mà thế cho nên mình bảo another the ích đến từ cái sự phổ biến của quảng cáo đúng không uh, mình sẽ bảo rằng đó là the center the ever growing popularity của quảng cáo đúng không advertising ever growing thì có cái từ ever để mà nó nhấn mạnh cái từ growing có nghĩa là đang lớn mạnh hơn bao giờ hết. Cái sự phổ biến nó đang lớn mạnh hơn bao giờ hết đúng không? của quảng cáo. Thì đây nó sẽ là another benefit